Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái hiệu ứng dành cho InDesign. Thế như là cái buổi đầu tiên chúng ta đã giới thiệu về InDesign, thì chúng ta cũng lý giải một phần lý do tại sao InDesign nó lại đạt được một cái sự yêu thích lớn hơn so với Quark Express trước đó. Đấy. Quark Express là một chương trình làm việc rất là tốt trong cái việc mà dàn trang. Tuy nhiên là không một chương trình nào có thể tự mình làm hoàn hảo một cái sản phẩm, và thường thì chúng ta phải có cái sự trao đổi qua lại, nhất là ở trong các chương trình mà dàn trang, bởi vì bản chất của dàn trang thì nó chỉ là nhập các tài liệu, nhập tài nguyên, nhập bán thành phẩm từ các chương trình khác vào và nó dàn trên cái môi trường dàn trang mà thôi, thì Quark cũng là như vậy. Tuy nhiên có một số các vấn đề mà trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì chúng ta cũng vẫn cần phải có sự trợ giúp của một chương trình ở bên ngoài, ví dụ như là Illustrator, ví dụ như là Photoshop, để chúng ta làm một số các vấn đề chẳng hạn như là tạo các hiệu ứng về bóng đổ, rồi thì các cái hiệu ứng khác cho các đối tượng đồ họa hoặc là cho các đối tượng ảnh ở trong các cái layout của mình. Thế vậy Quark Express thì nó làm những cái việc đó thì nó phải gọi chương trình ở bên ngoài. Tuy nhiên là InDesign thì nó vượt trội. Quark chính là cái chỗ là nó được tích hợp sẵn một số các cái hiệu ứng cơ bản mà vốn phải gọi ở bên Illustrator hoặc là bên Photoshop sang. Và những cái thứ như thế thì bây giờ người ta có thể làm trực tiếp, làm trực quan ngay bên trong cái môi trường InDesign mà không cần phải gọi thêm một chương trình bên ngoài. Đây chính là cái điểm mà vượt trội của InDesign so với Quark. Và cái chuyện tích hợp đó nó rất là dễ dàng, bởi vì là InDesign hay là Photoshop hoặc là Illustrator nó đều là sản phẩm của hãng Adobe, cho nên là cái việc tích hợp của nó rất là đơn giản và cũng không cần phải xin phép bất cứ ai cả. Thế thì bây giờ chúng ta thử nghiệm. Chúng ta vẽ ra một cái đối tượng. Bây giờ tôi muốn đổ một cái bóng cho nó, hoặc là tôi làm bất cứ một cái thao tác gì đó thì tôi có thể xử lý rất là nhanh bằng cách là tôi chọn cái đối tượng. Sau đó thì chúng ta có thể thao tác bằng cách là chúng ta lên trên thanh Option, bấm vào cái biểu tượng FX ở trên thanh Option này. Đấy, hoặc chúng ta có thể là chuột phải vào trong cái đối tượng mà chúng ta muốn xử lý, sau đó thì chúng ta chọn cái menu effect ở trong cái menu ngữ cảnh mở ra. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một loạt các cái hiệu ứng được cung cấp sẵn ở trong môi trường InDesign, bao gồm là transparency làm trong đục cái đối tượng. Cái này thì không riêng gì cái đối tượng đồ họa thông thường mà chúng ta cũng có thể làm việc với ảnh, cũng có thể làm việc với chữ. Ngoài ra cái phần transparency này thì nó là một cái thuộc tính tương đối chung của đối tượng, nhưng ngoài ra các hiệu ứng thì chúng ta có drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, bevel emboss, satin, basic feather, directional feather và gradient feather, tức là chúng ta có một số các cái hiệu ứng mà chúng ta có thể là làm ngay lập tức, ví dụ như drop shadow. Khi tôi chọn một hiệu ứng nào đó thì bảng hiệu ứng sẽ mở ra. Ở bên phía trái là danh sách của các hiệu ứng mà chúng ta có thể sử dụng, và cái nào đang được chọn thì nó sẽ được đánh dấu tích về vào đây. Ở bên này chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn, ví dụ như là blending mode, ví dụ như màu, ví dụ như opacity. Màu thì đương nhiên là mặc định là nó sẽ là màu đen, tại vì cái sự đổ bóng chính là cái quá trình mà chiếu sáng và bị cản sáng thì nó sẽ tạo ra một cái khuất tối, thì đấy chính là cái bóng, và thường là đã khuất sáng thì nó màu đen là chuyện đương nhiên. Opacity thì là cái độ trong đục của chính cái bóng đó, nếu mà chúng ta để 100% thì chúng ta sẽ có một cái bóng sậm, bóng đặc. Thế còn opacity thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ có bóng nhưng mà nó sẽ trong trẻo hơn. Chế độ blending mode thì cái vấn đề này thì còn tùy thuộc vào là cái độ bóng này của chúng ta lên trên một cái nền sáng hay lên trên một cái nền màu hay nằm đè lên một đối tượng khác, thì mỗi một cái chế độ này thì nó sẽ cho một cách hiển thị khác nhau khi mà chúng ta đè lên trên một cái nền khác.
ở phía sau. Bình thường thì cứ để mandi như thế này là cũng là chuẩn rồi. Đấy. Thế còn về phần position thì chúng ta sẽ có mấy cái tham số như thế này. Phần distance này, x offset và y offset thì nó là về x offset và y offset thì nó sẽ thiết lập cho cái bóng của chúng ta nó sẽ lệch đi so với lại cái vật gốc, cái vật mà che chắn ánh sáng ấy là bao nhiêu mm. Rồi angle thì cái này nó là cái thứ tương đối quan trọng, tức là cái góc độ chiếu sáng. Đấy, bóng là phải có sáng thì nó mới có bóng. Thế và chúng ta sẽ có một cái bóng luôn luôn ngược chiều với lại cái chiều chiếu sáng này. Đây chúng ta có thể bật tính năng preview lên để chúng ta xem khi mà tôi dịch chuyển cái chiều chiếu sáng thì cái bóng của chúng ta nó sẽ dịch chuyển theo cái chiều ngược lại của cái chiều chiếu sáng đó. Tôi tăng hay giảm cái này lên, ví dụ tôi cho cái này đó, thì tôi sẽ dịch được cái bóng này đi theo một cái cách ra so với lại cái vật chủ là bao nhiêu. Thế còn phần distance này thì nó sẽ tạo ra một cái độ xa hay gần của cái bóng, nó sẽ gây ra một cái cảm giác là cái từ từ cái vật mà che chắn ánh sáng tới cái nhận cái bóng đằng sau nó xa hay gần. Tham số này càng thấp thì chúng ta sẽ có cái bóng làm sao đấy ạ, nó càng sát vào với cái vật, tức là nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là giữa cái chắn ánh sáng ở phía trước với lại cái đổ bóng ở phía sau nó gần hay xa. Đấy. Thế còn ở đây chúng ta có thêm một cái tùy chọn này nữa, tuy nhiên là cái tùy chọn này là sẽ cho phép chúng ta là dùng hay không dùng, tuy nhiên là nên sử dụng nó vì sao, nên sử dụng nó vì khi đánh dấu vào cái tùy chọn User Global Line này thì chúng ta sẽ có một cái sự chiếu sáng thống nhất để áp dụng vào trong toàn bộ các hiệu ứng dùng ở trong cái đối tượng ở trong cái trang của chúng ta. Khi mà chúng ta không đánh dấu cái này có thể chúng ta sẽ thiết lập mỗi một cái đối tượng một cái dạng hiệu ứng khác nhau và chiếu sáng các chiều khác nhau, do đó có thể một cái này tôi làm cho nó đổ bóng bên phải nhưng có thể cái khác tôi lại làm đổ bóng bên trái, có cái khác nữa tôi lại đổ bóng ngược lên phía trên, như thế nó sẽ gây ra một cái sự hỗn loạn trong nhận thức khi mà chúng ta trình bày một cái bài đấy. Thế cho nên là khi mà dùng thì nên đánh dấu cái tùy chọn User Global Line này để đảm bảo rằng là trong một cái trang của chúng ta một khi đã áp dụng hiệu ứng là nó sẽ đồng nhất về chiều chiếu sáng để đảm bảo về cái độ ổn định trường nhìn ở trong cái thiết kế của chúng ta. Thế thì những cái này thì nó tương đối trực quan, chúng ta chỉ cần là thay đổi một vài tham số nào đó và chúng ta có thể là quan sát được ngay lập tức cái thiết kế này đấy là nó sẽ trông như thế nào sau khi mà chúng ta nhấp OK. Đây là chúng ta xem trước, đúng không? Đến lúc nhấp OK một cái là nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng như thế luôn. Còn để mà nhìn thấy thì chúng ta sẽ phải bật hoặc tắt cái preview này đi. Đấy. Thế thì cái này nó rất là đơn giản thế thôi. Và thường thường thì chúng ta sẽ điều chỉnh, đúng không? Chúng ta điều chỉnh thì có mấy cái như thế này. Đấy. Ở đây thì chúng ta có một số cái mà nó được hiển thị ngay đây. Ví dụ bây giờ tôi lại bật cái khác này, inner này. Inner thì lần này là nó sẽ đổ bóng bên trong. Đây, nếu tôi bỏ cái này đi, đổ cái bóng bỏ bóng này đi thì inner là bóng đổ vào bên trong. Đấy. Đổ vào bên trong thì chúng ta cũng có một số các cái tùy chọn cũng tương đối giống. Chỉ có điều là bây giờ thay vì đổ ra đằng sau thì nó đổ vào mặt trong vào bên trong của đối tượng. Đấy. Và khi mà chúng ta tăng cái này lên đấy thì chúng ta sẽ có bóng đổ như thế này. Đấy. Gia giảm cái này thì sao? Gia giảm cái này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng khoảng mờ ở đây. Đó. Sắc nét hay là nhòe.
nhiễu đều hay là nó lấm chấm như thế này. Thế thì chúng ta cũng có rất là nhiều tùy chọn, và tất cả những cái này nó vô cùng trực quan. Các bạn chỉ việc là chọn một cái tham số nào đó trong tất cả các option này, và sau đó thì các bạn ra giảm thử một chút tham số và các bạn sẽ nhìn thấy cái biến đổi của nó. Và đây là cái hiệu ứng là inner shadow, đổ bóng vào phía trong của đối tượng. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng là outer glow. Outer glow thì nó hoạt động như thế này. Outer glow thì nó sẽ tạo ra một cái quầng sáng ở phía bên ngoài của đối tượng. Ở đây thì quầng sáng thì nó đang được đặt ở màu là màu paper, màu trắng. Đấy, nếu như mà chúng ta muốn xem, chúng ta có thể đổi nó sang một màu khác thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Chế độ hiển thị là screen thì cho cái quầng sáng này nó tương đối trong. Chúng ta có thể là tăng hay giảm cái khoảng cách tỏa sáng bằng cách là điều chỉnh ở trường size. Technique thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn là sharp và precise. Đấy thì nó sẽ đậm hoặc là nó mềm mại. Đấy, noise thì cũng tương tự như vừa nãy tôi đã nói rồi, đúng không? Nó sẽ thêm các hạt nhiễu vào để cho nó xốp là gì đấy ạ? Cái mật độ của nó sẽ là đậm đặc như thế này hay là nó sẽ tạo ra độ mềm mại ở biên. Thì đó là cái tùy chọn để chúng ta làm việc với lại cái outer glow. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái inner inner glow. Inner glow thì nó hoạt động theo cái chiều ngược lại, tức là nó đổ cái quầng sáng vào bên trong của đối tượng. Đây, chúng ta sẽ xem thử. Lấy thử một cái màu này nhé. Thường thì để ở cái chế độ mode screen này thì hơi khó nhìn, chúng ta có thể để ở chế độ normal đi. Thì nó sẽ đổ ánh sáng vào bên trong. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn khác nhau. Technique này thì cái precise này với lại cái sharp này thì nó cũng sẽ giống như là phần vừa rồi mà chúng ta vừa giới thiệu thôi. Tuy nhiên cái suộc này thì chúng ta quan sát nó sẽ có cái sự khác biệt. Đó là cái inner glow nó có thể là từ biên mà đổ vào phía trong theo cái size mà chúng ta vừa thiết lập, hoặc là chúng ta có một cái ngược lại, tức là cái center, tức là nó sẽ đổ từ tâm và cách cái biên theo cái size mà chúng ta thiết lập. Thì tùy vào yêu cầu mà chúng ta sẽ chọn lấy cái tham số cho nó đúng ý của mình. Tiếp nữa thì chúng ta lại có một cái hiệu ứng nữa có tên là bevel emboss. Bevel emboss thì nó sẽ giúp chúng ta làm gì ạ? Làm vát vát cái bề mặt lên để tạo ra một sự nổi gồ lên trên. Đây, chúng ta có thể là điều chỉnh luôn cái tham số này để mọi người có thể nhìn thấy được. Đây, đây là độ làm vát lên trên. Độ làm vát lên trên này thì chúng ta có thể là chọn giữa các cái chế độ như thế này để hiển thị cái độ vát sắc nét hay là mượt mượt mà, vân vân. Thế các cái tham số khác thì cũng tương đối là trực quan, và chúng ta có thể là xem và chúng ta ra giảm các tham số là chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt của nó. Thế còn là đây là một vài cái mình có thể là ra giảm các tham số, ví dụ như là cái phần ánh sáng. Ánh sáng thì nó sẽ có hai chiều, một chiều là phía chiếu sáng và một chiều là gì đây, bóng tối. Đấy, ví dụ như phần này là phần khuất tối, phần này là phần được chiếu sáng, thì chúng ta có thể thay đổi nguồn sáng, thay đổi màu sáng thì nó sẽ tác động vào cái nhận thức của cái đối tượng như thế này. Đấy, thì ví dụ đây là làm dày bevel emboss một cái đối tượng lên. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái hiệu ứng là satin. Satin thì nó như thế này. Satin thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái bề mặt mà nó sẽ có một cái loang, độ loang hay là độ bắt sáng hay là một cái gì đó nó giống như cái mặt vải satin ấy. Óng ánh nhông ánh chỗ sáng chỗ tối như cái bề mặt satin.
thì chúng ta có thể là xử lý nó bằng cách là chọn những cái chọn những cái hiệu ứng như thế này. Vẫn liên quan tới biên một chút nhưng mà nó không đều đấy, ở trong cái góc độ mà bạn nhìn thấy cái bevel emboss hoặc là một cái gì đó trước đấy thì là tất cả mọi thứ nó sẽ rất là đều, nhưng mà đối với satin này thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là nó mềm và nó không đều nhau, nó không bằng nhau đấy, nó tạo ra một cái gì đó rất là mềm ở đây. Màu sắc có thể đổi, góc độ có thể đổi, cái này thì nó không nhất thiết là nó phải theo cái user global, tại vì là cái bề mặt nó mềm cho nên là đang đang tạo cảm giác mềm, cho nên nó không nhất thiết là cái chiều sáng nó bằng nhau, nó giống nhau. Đấy. Tất nhiên ở đây chúng ta còn có một cái đảo ngược lại là cái inverse, tức là đảo ngược hai chiều sáng tối của cái bề mặt, thì đó là cái hiệu ứng satin. Tiếp nữa thì chúng ta có ba cái là basic feather, directional feather và gradient feather. Thì ba cái này là ba cái đặc biệt mà nó thiết kế cho InDesign. Đấy. Những cái góc như thế này thì Photoshop cũng không có cái nào tương tự có tên tương tự như thế, mà Illustrator cũng không có cái nào tên tương tự như thế. Thì đây chúng ta quan sát cái basic feather. Trước hết ta bỏ cái này đi đã. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái basic feather nó là cái gì. Basic feather thì nó sẽ là tạo ra một cái khoảng mờ, khoảng trong, khoảng khoảng trong, khoảng mờ nhẹ dần ở các cái cạnh của các đối tượng. Bây giờ tôi tăng cái này lên cho nó lớn một chút để chúng ta cùng xem. Ví dụ tôi để cho nó là 10. Đây. Thì mọi người sẽ thấy là cái viền này trông có vẻ nhạt đi. Đây là lý do mà chúng ta đang nhìn nó ở trên cái nền trắng thôi. Nhưng mà nếu mà tôi để nó ở trên nền màu thì mọi người sẽ nhìn thấy một cách rất rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu ở phía sau. Là tôi vẽ ra một cái đối tượng khác. Ví dụ tôi tô cho nó màu vàng đi. Và tôi đưa nó xuống dưới, Ctrl Shift mở một vuông, tôi giấu xuống. Này, chúng ta quan sát. Chọn đối tượng này, chọn lại cái này. Đúng không? Và bây giờ nếu như mà tôi tắt hay bật cái preview, đây hoặc là tăng, đó. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy rằng là ở đây thực ra là nó đang trong dần và chúng ta có thể nhìn thấy được cái màu vàng ở dưới. Trường hợp mà cái này là không thì sao? Không có feather. Đấy, thì nó sẽ là thế này. Đúng không? Bây giờ tăng lên này, 10 này. Thì nó trong, bắt đầu trong. Cái này là để nó chuyển dần, chuyển mềm hay là nó sắc luôn cả cái khoảng mà cho chúng ta thiết lập. Đó. Khớp nha. Đây, chúng ta có thể xem mấy cái này. Đây là để xử lý ở cái góc, riêng ở góc. Đó. Chúng ta có một số các cái tùy chọn. Đấy. Sharp là nó sẽ sắc nét, kể cả xử lý ở góc. Đó. Round nó sẽ về tròn. Đấy. Còn cái thằng này, Diffuse thì nó cũng sẽ xử lý nó giữa cái sắc và cái tròn đó. Thế thì đây là cái feather. Feather này thì nó có cái đặc điểm là gì? Feather nó có đặc điểm là nó tương đối đều, nó 4 chiều trên dưới trái phải của cái đối tượng mà chúng ta đang thiết lập. Bây giờ chúng ta xem tiếp đến trường hợp thứ hai ở trong cái nhóm này, directional feather. Trường hợp này thì sao? Trường hợp này thì nó cho phép chúng ta xử lý theo 4 chiều riêng biệt. Là nó cung cấp cho ta 4 chiều feather width này, gồm có trường top này, bottom này, left, right. Thế thì bây giờ tôi có thể thiết lập riêng một cái chiều nào đó.
Ví dụ đây, tôi có thể thiết lập riêng, tức là nó làm trong một chiều của nó, còn các chiều kia nó để nguyên. Vừa nãy cái basic là nó làm đều cho bốn bốn cạnh, thế còn trường hợp này của chúng ta thì nó cho phép chúng ta làm theo một chiều cụ thể, và tham số bao nhiêu thì chúng ta sẽ điền vào đây. Tất nhiên nếu như mà tôi khóa cái này lại thì lúc này nó sẽ đều nhau, còn nếu mà tôi thả cái này ra thì mỗi thằng có thể thiết lập riêng theo cái tham số mà mình mong muốn đó. Đấy, thì đây là một cái chạy theo một chiều do chúng ta chỉ định. Thế còn cái cuối cùng ở trong nhóm này, cái gradient phaser, thì cái này nó sẽ cho phép chúng ta là xử lý theo một cái cho phép chúng ta xử lý theo một cái chiều nào đó mà do chúng ta quy định. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có một cái con trượt, nó rất giống với lại cái màu tô chuyển đen và trắng, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái này ứng với cái trắng là nó sẽ ứng với phần trong, ứng với cái đen là cái không bị trong, và cái điểm này được gọi là midpoint. Midpoint thì nó sẽ điều chỉnh cái quan hệ giữa hai cái phần đen và trắng ở trong hiệu ứng đó. Một khi mà chúng ta điều chỉnh cho cái nào tăng lên thì nó sẽ ưu tiên cho cái phần hiển thị, hoặc là trong hoặc là đặc, và mình có thể là thế này ạ, xoay chuyển cái góc này theo cái góc mà mình thích. Đấy. Cái này thì nó sẽ linh hoạt hơn trong cái cách trình bày, có nghĩa là nó không phải là lúc nào cũng đi theo vuông góc 4 chiều top, bottom, left hoặc right, mà mình có thể xoay nghiêng nó đi theo bất cứ cái chiều nào mà mình mong muốn, và làm mờ, làm trong một cái góc nào đó, một cái chiều nào đó của cái đối tượng đã được chọn. Cái này thì không nhất thiết là đối với hình không thôi, mà chúng ta có thể là làm với cả ảnh. Thực ra thì chúng ta có một cái như thế này, đây trong thực tế thì chúng ta có một cái như thế này, đó là đây. Thế còn ở dưới này chúng ta có lệnh là clear effect, khi mà chúng ta nhấn clear thì nó sẽ xóa bỏ cái hiệu ứng, clear all transparency thì nó sẽ xóa bỏ tất cả những cái phần mà làm trong. Đấy, còn nếu bật global light thì cái này thì như vừa nãy tôi đã nói rồi đó. Thế cái này để làm gì? Cái này để giải quyết cái vấn đề như sau đây này. Một cái bài viết thì tùy thuộc vào cái thể loại của nó, có thể có hoặc có thể không có một cái thành phần nào đó. Nhưng theo bạn thì một cái bài viết nó sẽ gồm có những cái gì? À, tiêu đề này, nội dung này, còn gì nữa không? Hình minh họa là cái mà có thể không, nhưng mà chắc chắn về text là chắc chắn là phải có. Đấy. Chúng ta có ba yếu tố sẽ làm việc. Nếu mà phân tích ra chúng ta có ba yếu tố chính đúng không? Một là văn bản. Đấy, đã gọi là bài viết thì dù là bài viết là trong một quyển sách hay trong một tạp chí hay là trong một tờ báo hay cái gì thì chữ là cái đầu tiên phải nhắc đến. Thế còn nó có thể có ảnh, có thể không, có thể có một hình minh họa, cũng có thể không, nhưng mà text thì tuyệt đối là có. Trong text thì chúng ta lại phân chia ra làm mấy thứ, một là tiêu đề của bài, thứ hai là những cái gọi là rút tít đúng không, những cái phần mà giới thiệu nhanh ở phía trên, cái đấy thì cũng có thể có cũng có thể không. Thứ ba là cái nội dung bài viết, và trong nội dung bài viết thì cũng có thể có một vài cái tiêu đề nhỏ nó đi kèm theo cái nội dung bài viết, và chắc chắn là sẽ có một cái phần, thường thường là nó sẽ có thêm một cái phần gọi là tác giả, tên tác giả nếu có kèm theo chú thích, nếu nếu có kèm theo hình minh họa hoặc là ảnh minh họa thì chúng ta cũng sẽ có cái chú giải của hình minh họa hoặc ảnh minh họa, và có kèm thêm là tác giả của cái ảnh đó là ai, hoặc là cái tác giả mà vẽ cái hình minh họa đấy là ai. Đấy là những cái nội dung mà chúng ta sẽ làm việc ở trong bài viết. Tuy nhiên là ở trong cái bài viết ấy thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc chúng ta có cả ảnh,
hoặc là hình minh họa. Thế nhưng mà nó lại gặp một cái trường hợp như thế này: chữ là cái phải ưu tiên đầu tiên, đúng không? Chữ là cái ưu tiên đầu tiên, tại vì không có chữ thì không có bài, không có ảnh minh họa thì cái bài có thể là nó trông nó sẽ chán, nó sẽ tẻ tẻ nhạt, nhưng mà người ta vẫn đọc được cái nội dung. Thế nhưng lúc này thì chúng ta lại phải dung hòa giữa hai vấn đề, dung hòa giữa hai vấn đề là à, một cái bài như thế này thì cái diện tích trang dành cho nó là bao nhiêu trang. Đấy. Liệu cái khối lượng từng này chữ thì được đặt ở trong này từng này trang thì có đủ hay không? Và nếu như bây giờ tôi lại muốn đưa một hình minh họa hoặc là tôi muốn đưa một cái ảnh vào để mà tạo thêm một cái gì đó trông cho nó đẹp đẽ, trông cho nó hấp dẫn thì nó có đủ chỗ hay không? Tại vì một cái ảnh nếu mà đưa vào thì nó phải có một độ lớn nhất định nào đó thì nó mới đạt được cái hiệu quả thị giác. Đạt được cái hiệu quả thị giác. Thế mà cái ảnh bé quá thì không đáng, đặt vào trông nó vừa buồn cười nó vừa xấu. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem trường hợp như thế này nhé. Tôi lấy ví dụ tại sao mà chúng ta lại nói tới cái hiệu ứng, và tí nữa tôi sẽ đề cập tới cả cái công cụ này nữa là cái gradient feather tool. Ngoài cái hiệu ứng ra, nó lại đặt hẳn ra một cái công cụ như thế này. Đây, bây giờ trước hết là chúng ta đưa đưa một cái nội dung bài vào đây nhá. Tôi lấy một cái nội dung đây. Bây giờ tạm thời cái ảnh này bỏ đi. À, tôi sẽ tạo ra cái này thành ra một cái tiêu đề đi. Ví dụ tôi cho nó đây. Ví dụ đây là tiêu đề. Đây có thể là cái đây có thể là cái phần dẫn chuyện nhé. Còn bình thường ở dưới này chúng ta sẽ làm nó độ khoảng mười hai đi. Mười hai vì sao thì chắc là bạn nhớ rồi đúng không? Thông thường tất cả những cái bài viết của chúng ta thì chúng ta để ở cái size là 12. Đây, ví dụ đây là cái phần gì đây nhỉ, phần phần giới thiệu, đây là tiêu đề. Bây giờ tôi đưa một cái ảnh vào nhé, để chúng ta đặt ảnh vào như thế này. Class đây, ví dụ tôi lấy một cái ảnh như thế này, tôi đặt vào một cái ảnh cho nó đẹp, nó cũng phải tương đối đủ lớn. Tất nhiên là tôi có thể là đặt theo cái kiểu gọi là nằm vào trong cái cỡ bát chữ, hoặc là full tràn ra như thế này. Bạn có nhớ được cái yêu cầu là tràn lề là nó phải thế nào không nhỉ? Đó, chia sẻ đúng không? Ok, đến đây thì chúng ta sẽ thấy là đặt như thế này thì
nó sẽ có một chút cái vấn đề đấy là cái chữ của chúng ta thì nó sẽ bị đè lên đó, nó bị đè lên và nội dung nếu như nó chỉ nằm ở trong cái trang này thôi chẳng hạn thì đưa một cái ảnh vào thì rõ ràng nó sẽ không đủ chỗ cho chữ, không đưa ảnh vào thì cái này nó sẽ trở nên nó rất là tệ đấy. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là đôi lúc đấy. Tất nhiên là cái này thì nó sẽ không phải trường hợp nào chúng ta cũng dùng. Nhưng mà nếu mà bạn đụng tới sách thì ít, nhưng mà nếu mà bạn đụng tới tới tạp chí thì thế nào bạn cũng sẽ gặp những cái trường hợp phải giải quyết. Tức là tranh chấp giữa cái đất trình bày của ảnh với lại cái nội dung chữ. Thế bây giờ tôi giải quyết vấn đề là tôi sẽ đưa đưa cái thằng ảnh này xuống dưới. Và tất nhiên là chữ này lên trên. Chữ này lên trên có đọc được không? Không đọc được. À, không đọc được. Thế thì bây giờ mình sẽ phải giải quyết một cái góc độ khác như thế nào đấy để làm sao tôi mong muốn rằng cái ảnh vẫn có mặt nhưng mà nó cũng sẽ chiếm ít chỗ bớt đi. Thế để làm cái việc đó thì chúng ta có thể sử dụng cái hiệu ứng như vừa rồi. Feather, basic feather, directional feather hoặc gradient feather này. Tuy nhiên làm những cái này thì nó không trực quan lắm. Chúng ta sẽ có một cái thao tác như thế này. Sử dụng công cụ này và chúng ta sẽ xử lý trực tiếp lên trên cái ảnh. Tôi sẽ tạo thời tôi cắt cái chữ này đi. Tôi xử lý cái ảnh trước. Đó. Này. Khi tôi xử lý trên cái ảnh như thế này thì bạn thấy là nó sẽ giúp tôi giải quyết được là vẫn có cái ảnh nhưng đồng thời là nó sẽ không bị cái tình trạng mất hoàn toàn cái ảnh này. Đây là một cách làm rất là hay. Trước đây nếu như mà trường hợp mà người ta thiếu chỗ quá mà người ta vẫn muốn đưa ảnh thì người ta sẽ làm như sau. Người ta sẽ làm một cách hết sức là thô, có nghĩa là tôi chọn cái ảnh sau đó thì tôi gán opacity cho nó mở đi này và lúc đó thì tôi mới làm sao ạ, tôi mới đưa chữ lên trên. Việc đưa chữ lên trên như thế này thì chữ vẫn đủ chỗ đó, cái ảnh ở một góc độ nhất định nào đó thì người ta vẫn nhìn thấy mờ 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 mờ. Nhưng cách này là một cái cách rất là tệ tại vì là nó làm cho chúng ta mất hết toàn bộ cái nhận thức gốc của cái ảnh đó. Nếu mà rõ hơn nữa thì nó sẽ đánh nhau với chữ ở trên, nó đánh nhau với chữ ở trên và nó làm cho cái việc đọc chữ cũng khó mà xem ảnh cũng khó. Đấy. Nhưng mà nếu mà mờ quá thì đạt được cái vấn đề là chữ đọc dễ nhưng lại coi như có đi cái ảnh. Đấy, thế thì bây giờ người ta sẽ làm một cái thao tác mang tính dung hòa. Tôi chấp nhận là ảnh nó cũng bị mờ một phần nhưng mà ở đây nó không phải mờ hết mà nó sẽ giải quyết được là gì đây ạ, tôi làm mờ một phần tôi vẫn còn những cái giá trị rất là chuẩn ở dưới cái ảnh, tức là tôi giữ lại được những cái phần mà nó đem lại cái giá trị lớn nhất của cái ảnh nhưng mà đồng thời tôi vẫn làm mờ được một phần và cái phần làm mờ này thì tôi làm sao đây ạ, tôi có thể đặt sâu chữ vào bên trong ảnh này. Đây, chúng ta đặt ở chế độ View Screen Mode, tôi để Preview thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là giống cái trang đã in ra đã hoàn thiện. Tất nhiên là trong trường hợp mà làm chữ một cột như thế này thì cái trình bày nó sẽ không được dễ chịu lắm, nhưng nếu mà chúng ta làm theo cái cách như thế này nếu mà làm kiểu tạp chí thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, tức là mình có nhiều cột
Kiểu như thế này thì tôi lại làm rất là dễ ở cách là như sau. Tôi có thể là cho mỗi cột nó sâu nó nông tùy theo cái gì đấy, tùy theo cái góc độ xử lý của tôi. Đây, mình xem lại. Đây, dưới đó tôi có thể điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như này là thế thì tôi điều chỉnh làm sao cho nó vừa với lại cái những cái cột chữ mà tôi xử lý. Ảnh vẫn có những phần vẫn giữ được cái giá trị nguyên gốc của nó, những cái phần nào mà nằm giáp ranh thì tôi cho nó lần lần nhẹ dần vào nền. Thế thì lúc này chúng ta không phân biệt đâu là nền bình thường, đâu là ảnh, và chúng ta sẽ tạo ra một cái mang tính chất gọi là tổng hòa giữa cái không gian nền lẫn ảnh trang trí lẫn gì đấy, là một cái nội dung trình bày đấy, hay là để liên kết. Thì đây tôi có thể là làm thêm một cái thao tác nữa, ví dụ như thế này đúng không? Như hôm qua chúng ta đã nói, tôi chạy một số các màu từ cái màu được gọi là chính của cái ảnh đưa lên đây đấy. Ví dụ cái thằng này tôi lấy thêm một vài cái gì đó, màu chẳng hạn, tôi lấy màu của chẳng hạn chặn chặn màu giữa cái phần 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 ảnh và phần. Thế thì cái công cụ này chính là một trong những công cụ rất là quan trọng nếu mà chúng ta trình bày mà nó có dính dáng tới ảnh. Tất nhiên là làm được một cái ảnh mà nó vuông thành sắc cạnh, nó đầy đủ tất cả nội dung, đấy là cái điều tuyệt vời nhất đấy. Thì nó sẽ phô diễn được hết tất cả toàn bộ cái giá trị của cái ảnh, nhưng cái này thì nó cũng lại đem lại một cảm giác khác. Tại vì là một cái ảnh mà vuông vắn ấy thì nó sẽ tạo ra một cái tính chất tương đối độc lập, mặc dù nó vẫn được đặt vào trong một cái không gian, trong một cái bài viết. Thế nhưng mà cái sự độc lập của một cái ảnh mà nó có khuôn khổ, nó vuông hay sắc cạnh so với phần còn lại nó tương đối rõ, nhưng cái cách này lại là một cách mà làm cho tất cả mọi thứ nó gần vào với nhau, cả nội dung, cả chữ nghĩa, cả bố cục, cả trang, cả ảnh, nó trở thành quệ thành một cái thể thống nhất. Đấy. Thì mình có thể là giải quyết mọi chuyện, nó đem lại một cái cảm giác rất là lạ, ảnh vẫn đưa được vào nhưng mà lại không bị cái tính không bị là chiếm chỗ. Tại vì nếu tôi không xử lý thế này đúng không, thì ảnh nó lên tít lên tận đây cơ đúng không nào, ảnh nó lên tít đến tận nửa trang cơ, và như thế là nó thứ nhất là nó trẻ đôi cái trang ra, thứ hai nữa là nó chiếm nhiều chỗ, và như thế là chúng ta bị thiếu chỗ để mà trình bày cho cái chữ ấy. Thì với cách xử lý như thế này là chúng ta có thể trộn lẫn cho nó vào với nhau đấy. Chúng ta trộn lẫn nó vào với nhau, và trong trường hợp như thế này thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái gì đó nó rất là lạ. Đây, đây mình có thể so sánh luôn chẳng hạn, nên là bây giờ nếu mà tôi cũng vẫn làm như thế, vẫn toàn bộ cái nội dung như thế này đó, đấy, vẫn như thế này. Nếu như mà tôi đưa cái ảnh bình thường vào đây, chúng ta có thể quan sát luôn cái sự ưu việt của cái lệnh vừa rồi. Nó rất là rõ. Để như thế này thì không ổn, tại vì là rất khó đọc đúng không? Nếu không thì tôi lại phải làm sao đây ạ? Tôi lại phải xử lý lại, tức là tôi cắt bớt chỗ chữ đi. Đó. Những cái này thì khác. Đây, chúng ta sẽ nhìn, chúng ta quan sát. Đây để tôi chèn thêm một cái ảnh nha. Dịch này, layout page, move và một.
Bây giờ chúng ta so sánh thử hai phương án đó. Phương án này hoặc là tôi sẽ phải thu rất là nhỏ cái này lại ở một góc độ nào đó, đặt nó vào ở trong một cái khoảng mà nó phù hợp với lại cái cột thôi đấy, và sau đó thì tôi sẽ dồn các cái cột này lại để cho nó đầy đủ cái nội dung, ví dụ như thế. Nhưng cách những cách cách như thế này thì nó không đem lại cảm giác đẹp đúng không? Một cái thứ nhất là cái ảnh nó sẽ rất bé, nó không đẹp. Thứ hai nữa là cái sự liên kết, sự liên quan giữa cái nội dung với lại cái hình minh họa hoặc là cái ảnh nó rõ ràng nó kém hơn rất nhiều so với trường hợp mà chúng ta xem ở bên phải này. Đấy. Bên phải nó tạo ra một cái gì đó nó mang tính thống nhất toàn bộ toàn cục ở trong cả một cái trang trình bày, còn cái thằng này rõ ràng có thể sắp đặt như thế này cũng không phải là không được, nhưng mà cái sự liên quan, cái sự hài hòa giữa các thành phần rõ ràng nó kém xa so với cái phương án mà chúng ta xử lý như thế này. Đấy. Thế còn cái phương án mà bảo là mờ hết đi để đặt các chữ lên thì cái phương án đấy là phương án tồi nhất, chúng ta không bàn đến. Đấy. Thì như vậy là chúng ta biết thêm được một cái yếu tố nữa, đấy là cái phần gán các cái hiệu ứng vào trong cái đối tượng đó, và đồng thời là chúng ta có thể là đặc biệt quan tâm tới ba cái hiệu ứng cuối cùng đấy, đó là cái basic feather, directional feather, gradient feather. Đấy là những cái được thiết lập riêng cho cái môi trường eDesign đấy, chính bản thân những cái thằng mà nó xuất phát trước như là Illustrator hoặc là Photoshop thì nó cũng không có những cái hiệu ứng dạng như thế này ở trong 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 các môi trường đó. Đấy, cái này là vừa vừa tích hợp những cái có sẵn ở trong môi trường anh em nhà nó, nhưng đồng thời nó cũng được phát triển riêng. Đấy, nó phát triển riêng và không những hiệu ứng, nó còn được cung cấp một cái công cụ trực quan để cho chúng ta có thể làm việc ngay trên đối tượng, ngay trên trang. Thì đấy là cái điểm rất là mạnh của thằng InDesign so sánh với các cái chương trình mà dàn trang có cùng tính năng. Thế còn thêm một cái nữa thì tôi cũng lại nói với bạn là gì, chữ thì bây giờ chúng ta có thể đánh chữ vào đây, và tôi cũng còn có một cái yếu tố nữa cần phải lưu ý, đó là gì? Một là chữ của tôi ngoài cái chuyện làm tiêu đề thì lại phải yêu cầu cái tính năng gì, không chỉ là dễ đọc, không chỉ là truyền tải được cái nội dung, mà cố gắng làm sao cái tiêu đề của một bài viết nó cũng sẽ phải thể hiện được đúng cái tính chất mà người ta sẽ cảm nhận khi mà đọc về bài. Ví dụ bây giờ mình thấy là cái bài này, ví dụ chẳng hạn như là tên của nó, tôi để cái này có được hay không, phông chữ thế này rất là thường đúng không, không phông chữ thế này nó rất là phổ thông, nó rất là văn phòng, và bản chất của nó không không lột tả được, không làm cho người ta cảm nhận thêm được cái tính chất của cái bài viết. Tất nhiên là mỗi bài viết nó có một tính chất của nó đúng không, có những bài viết nó hết sức là nghiêm túc, có những bài viết nó tươi trẻ, có những bài viết nó ngộ nghĩnh, có những bài viết mà nó có tính chất là trẻ con. Thế tùy nội dung cái bài viết mà chúng ta trình bày, thì không những là chúng ta dùng phông để mà chúng ta giúp cho người ta đọc được nội dung, mà phông nhất là trong các cái trường hợp mà chúng ta để ở tiêu đề thì lại cố gắng đến mức tối đa là tìm được một cái phông phù hợp, để khi mà người ta nhìn vào cái phông đó, đôi khi có thể là chúng ta chưa đọc được nó là cái gì đâu, nhưng mà chúng ta sẽ có cảm nhận khi mà chúng ta nhìn vào cái phông đó. Đó. Khi mà chúng ta nhìn vào phông đó. Đây, bây giờ tôi và bạn sẽ tìm thử nhé. Chẳng hạn như bây giờ tôi tìm một cái này.
Cái nội dung vừa rồi của chúng ta rất là ma đúng không? Đây, ví dụ tôi sẽ tìm một cái phông nào đó. Đây bạn nhìn xem. Cái nội dung vừa rồi, những cái phông như thế này thì có hợp lý hơn là cái phông vừa rồi không? Đúng không? Và tôi sẽ tìm một trong những cái phông này để tôi trở về. Ví dụ tôi lấy phông này đi. Này, để xem trong này đã có chưa nhé. D. Nào, chúng ta cài thử nhé. Lấy thử thằng này. Extract này. Ok, bây giờ tôi có phông rồi, đúng không? Tôi chọn nó và tôi sẽ làm ra đây. Cài vào. Install. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái phông này tôi thay. D. Đây, ví dụ. Ví dụ nhé. Thế này. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà một cái nội dung mà tôi lại sử dụng một cái phông cho nó phù hợp, nó sẽ đem lại cái cảm nhận tốt hơn. À, tuy nhiên đến đây thì chúng ta lại gặp phải một cái vấn đề như thế này, là cái phông này thì có thể là đẹp về mặt hình thức, phù hợp về mặt tính chất, nhưng phông này thì lại không phải là cái phông chuẩn mà chúng ta có thể gõ được những việc. Trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như thế nào để mà chúng ta giải quyết và dung hòa được giữa hai vấn đề là vừa đẹp về mặt hình thức, vừa phù hợp về mặt ý tưởng, mà lại vừa giải quyết được cái nhiệm vụ gốc của nó là truyền tải được thông điệp, truyền tải được thông tin. Đó. Thì đây cũng là một vấn đề mà bất cứ một cái chương trình thiết kế nào cũng gặp phải. Nghĩa là phông thì đẹp nhưng lại không phù hợp với cái việc gõ tiếng Việt. Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau xem. Nếu mà tôi gõ ô, có được không? Không được. À đây. Lại nha, tiếng Việt nha. Có thể được, có thể không. Mất nó, tôi gọi chữ D mất. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ làm như thế nào? Viết một cách bình thường nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách mà xử lý này. Trong trường hợp mà chúng ta có được một phông mà chúng ta ưng ý thì chúng ta sẽ cứ cài đi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính sự 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 hỗ trợ của cái việc chèn các ký tự đặc biệt. Đây, và chúng ta sẽ chèn như thế nào? Bôi đen cái chữ mà chúng ta muốn chèn. Sau đó thì vào menu type này. Trong type này các bạn tìm tới cái phần lệnh clip này. And ship M11. Bấm vào đây. Nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bảng thoại, một cái bảng như thế này. Và cái bảng này nó cung cấp cho chúng ta những cái trường hợp, những cái dấu rời hoặc là những cái từ ghép. Đây. Ví dụ như ô này, xem có ô không. Đây, đúng không? Tôi có ô đây rồi. D này, có D hay không? Đây, D. Đó. Gõ máy bình thường không gõ được tại vì nó không phải hỗ trợ tiếng Việt, nhưng có ký tự đặc biệt thì tôi có thể lấy những ký tự đó để tôi chèn vào, tôi thay thế những ký tự nào có thể làm được luôn thì chúng ta bôi đen, chúng ta tìm đúng cái ký tự mà đặc biệt đó, chúng ta chèn chữ ổ đúng không, thổi là ô hỏi, thì mình có tìm thấy ở đây không? Không có. Mình có o huyền o o o nhưng mà chỉ có o ô như thế này thôi đúng không?
và mình không có dấu hỏi như thế thì mình lại phải tìm những cái trường hợp lấy những cái phông rời. Trường hợp này thì mình sẽ phải copy lấy một cái ký tự nào đó, sau đó thì chúng ta mới vẽ vào đây. Đấy, và chúng ta sẽ lấy những cái dấu rời ở bên ngoài, ví dụ như là cái này chẳng hạn. Chúng ta đặt vào. Đấy, bây giờ thì đã có ấy chưa? Chúng ta đã có đủ dấu chưa? Đấy. Thì với phương pháp như thế này thì chúng ta có thể là tương đối thoải mái trong cái việc là tìm những cái phông tương đối đặc biệt một chút. Đấy. Cái việc của người thiết kế sẽ luôn luôn phải làm việc với phông chữ, bởi vì không có bất cứ một cái thiết kế nào mà thoát được chữ đâu. Bất kể là các bạn làm trên ảnh, ở trong Photoshop, hay là vẽ thiết kế những cái vector trên Illustrator hoặc là trên Corel, hay là dàn trang ở trong InDesign này, thì phông chữ là một thành phần kiểu gì cũng đụng. Đấy, có những chữ thì hết sức là cơ bản thôi, ví dụ cái content này, nội dung này, thì thường là chúng ta sẽ chỉ loanh quanh một số các cái phông rất là cơ bản, Time, Area, Tahoma, vân vân, những cái phông mà hết sức là văn phòng đó, để làm sao cho nó dễ đọc. Nhưng những cái chữ dạng bắt đầu cái quãng này, hoặc là những cái chữ về tiêu đề, kiểu gì chúng ta cũng sẽ nên tập trung cho nó, tìm những cái phông mà nó diễn giải thật tốt cái ý tứ, cái cảm nhận của cái nội dung bên dưới. Tại vì là kể cả bây giờ bạn cứ hình dung là tôi nhìn một cái cuốn tạp chí nước ngoài, có thể tôi chả dịch được, hoặc một người nước ngoài nhìn cái cuốn tạp chí này họ cũng chả đọc được, nhưng mà thông qua cái cảm nhận khi mà người ta nhìn vào một tiêu đề, người ta sẽ hình dung ra là cái bài này nó có tính chất gì. Đấy, kể cả chưa nắm được nội dung, nhưng cái cảm nhận đấy là một cái điều cần thiết để làm sao cho người ta có được một cái liên tưởng nó ngay từ lúc mà nhìn tổng thể, mới chạm tới cái tiêu đề thôi, thì là người ta đã có cái sự hình dung là về nội dung bài viết và cảm nhận trước về nội dung bài viết. Thì đấy là cái khéo của người trình bày, làm cho người ta cảm nhận được thông qua chỉ cái việc là tìm một cái phông, phối một cái màu cho nó phù hợp với lại cái nội dung bên dưới thôi. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cần bỏ công ra, mà không phải là tự dưng mà chúng ta có cái này, chúng ta đều phải đọc, chúng ta đều phải xem, đúng không? Thế còn trình bày thì phải như thế nào? Trình bày thì không phải đơn giản rằng là biên tập viên người ta đưa cho bạn một cái bài bảo đấy dàn đi đó, mà thực ra thì muốn dàn cho tốt bạn phải là người đã đọc cái bài đấy, đọc rồi bạn có cảm nhận về nó rồi, cảm nhận cá nhân thôi đó, thì bạn sẽ có một cái ý tưởng, hay là bạn có một cảm xúc nào đó về cái bài đó, thì bạn sẽ có cái cách trình bày cho nó tốt. Chứ còn ở đây không đơn giản là người ta cung cấp cho bạn một cái diện tích là bao nhiêu trang đó và bao nhiêu con chữ đó, việc của bạn chỉ là lấp đầy cái diện tích đó thì không phải. Đấy. Nếu mà chỉ quan niệm rằng là tôi lấp đầy cái đó thì bạn sẽ không bao giờ có được một cái trình bày cho nó đẹp. Bạn phải là người đọc cái tác phẩm đó, bạn phải là người đọc bài viết đó, bạn phải có một cảm nhận, bạn yêu hay bạn ghét, bạn thích hay bạn không thích nó. Thì đến lúc mà dựa trên cái cảm xúc đó của bạn, bạn trình bày thì nó sẽ có hồn hơn, nó sẽ có chủ ý hơn. Chứ còn nếu không thì bạn sẽ chỉ trở thành một 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 thợ dàn cho nó kín một cái diện tích nào đó thế thôi. Đấy, thì khi mà chúng ta có được một cảm xúc, chúng ta có được một cái sự chuẩn bị tốt, thì chúng ta sẽ dàn nó một cách khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên như thế sẽ mất thời gian hơn là đơn giản là tôi đổ mấy cái chữ vào. Đấy, tất nhiên là cũng có những cái việc mà cũng không có chỗ cho cảm xúc, tại vì là khối lượng công việc rất là nhiều, thời gian công việc nó rất là gấp. Ví dụ như là bạn gặp phải những cái trường hợp mà bạn làm báo ngày. Đấy, báo ngày thì người ta từ cái lúc mà có bài cho đến lúc sắp xong để chuyển xuống nhà in, nó rất là gấp, và cái lượng thông tin nó rất là nhiều, cho nên là
cũng không có quá nhiều thời gian để cho các bạn có thể là làm cái việc đó. Nhưng mà ví dụ làm một quyển sách, làm một quyển tạp chí thì chắc chắn bạn sẽ có thời gian hơn là bạn làm cái báo ngay. Và nên có một cái sự chuẩn bị, nên có một cái sự đọc hiểu, ngay kể cả ví dụ như thế này, nó còn tùy thuộc vào cái tay nghề và cái sự tin cậy của cái người mà giao việc cho bạn. Nếu như mà bạn là một người mới, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, thì sẽ có người ốp ở bên cạnh bạn để chỉ cho bạn từng tí một. Bạn chỉ là một người thợ làm việc về mặt kỹ thuật, thì người ta sẽ yêu cầu bạn là cái chỗ cột này để cái này, chỗ cột kia để cái kia, chỗ này màu thế nọ, chỗ kia màu thế kia, đúng không? Bài này có lấy ảnh hay không? Nếu lấy ảnh thì họ sẽ chọn cho bạn, mà họ sẽ đưa cho bạn một cái ảnh hoặc là hai cái ảnh, đặt đây ảnh này to, ảnh cái nhỏ, đặt ở đây, đặt ở kia. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu như mà bạn làm đủ cứng tay rồi, thì họ sẽ chuyển giao cho bạn ở góc độ là gì đây, đây bài đây nhé, có từng này ảnh nhé. Có những bài nó chỉ có một ảnh duy nhất thì không có cái gì phải bàn bạc với nhau cả, hoặc là dùng hoặc là không dùng cái ảnh đấy thôi. Và nếu dùng chỉ có một ảnh duy nhất để mà lựa chọn, vấn đề là chúng ta sẽ đặt nó ở vị trí nào ở trong bài, ở trên hay ở dưới hay ở giữa, nó to cỡ nào, thế thôi. Nhưng cũng sẽ có những trường hợp là người ta sẽ có rất nhiều ảnh. Một bài viết có thể người ta đưa cho bạn 10 ảnh, 15 ảnh. Và cái việc nếu như mà người ta đã thấy là bạn đủ lông đủ cánh rồi, người ta có thể tin cậy bạn, thì cái việc chọn ảnh cũng sẽ là của mình. Mà trong ví dụ như là một cái bài viết thì nó có thể nói nhiều thứ ở trong một bài viết, nó đề cập tới nhiều chuyện, nhiều câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn. Nhưng khi mà mình là một người trình bày, mình phải nắm bắt được cái câu chuyện lớn, cái mạch của câu chuyện lớn nó là cái gì, và trong các câu chuyện nhỏ ở trong cả cái mạch của câu chuyện lớn đó, thì cái câu chuyện nào là câu chuyện chính. Nếu thiếu nó đi thì nó không còn là cái bài đấy nữa. Có những cái câu chuyện nhỏ có thể bỏ đi, không làm ảnh hưởng tới tổng thể của cả bài viết, không làm lệch lạc cái mạch của bài viết. Nhưng có những cái thứ bỏ đi một cái, coi như vứt đi bài viết. Thế thì cái một bài viết mà được đầu tư tốt, thì ngoài cái việc viết lách tốt, thì cũng sẽ có rất là nhiều ảnh. Nhiều ảnh đấy nó nói về nhiều câu chuyện nhỏ trong cả câu chuyện lớn. Và nếu như bạn không phải là người đọc thì bạn không cảm nhận, thì cái việc mà bạn chọn ảnh đôi khi nó cũng sẽ lệch. Bạn chỉ nhìn à cái ảnh này trong bố cục nó đẹp, nhưng bố cục đẹp, màu sắc đẹp chưa chắc nó đã là cái ảnh quan trọng nhất. Không phải là cái ảnh để kể lại câu chuyện quan trọng nhất ở trong những câu chuyện nhỏ đấy, hoặc là cái diễn giải của cái mạch đó, ví dụ như thế. Thế thì cái việc đọc nó giúp cho bạn là gì đây, đọc được thì khi mà có nhiều ảnh, bạn cũng sẽ biết là chọn cái ảnh nào là cái ảnh mà nó đắt nhất, nhìn vào nó sẽ cho chúng ta hình dung được về cái bài đấy. Cũng có thể được dùng nhiều ảnh, cũng có thể được chọn một ảnh duy nhất trong số rất nhiều ảnh đó. Còn nếu mà trường hợp chỉ có một ảnh thì thôi, không bàn rồi, thì đấy là cái chuyện mà chúng ta không cần phải nói nữa, hoặc là dùng hoặc không dùng thôi. Nhưng trường hợp có nhiều ảnh mà bạn là người được được giao nhiệm vụ rồi, thì lúc đấy không đọc thì không bao giờ chúng ta chọn được cái ảnh cho nó đắt cả. Thì đấy là cái quy trình mà làm, là chúng ta vì sao, lý giải tại sao mà chúng ta phải đọc, và vì thế đấy, đừng có trở thành thợ đổ chữ vào trong một cái diện tích. Thì đấy chính là cái mà tôi muốn nói với bạn.